Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Hàng không Nga tê liệt, Putin phải đi tàu. Cuộc chiến của Nga vào Ukraine xâm lược đang diễn ra rất khốc liệt và máy bay của Nga đã bị rút giấy phép bay vì không còn an toàn nữa. Bermuda là nơi máy bay Nga được đăng ký, hiện nay đang đe dọa rút tất cả các giấy phép bay của Nga vì các máy bay này không được kiểm tra định kỳ. Đây là hình ảnh hàng không của Nga với trên 500 chiếc máy bay mua và thuê của các nước tư bản. Giờ đây, những chiếc máy bay này phải nằm dưới mặt đất. Đây chính xác là những gì có thể xảy ra ngay bây giờ. Hầu hết các máy bay do hãng hàng không của Nga như Aeroflot, Pobeda hoặc Uta khai thác đều được đăng ký tại Bermuda, mã định danh là VPB hoặc là VQB. Và hiện cơ quan hàng không dân dụng Bermuda đã đình chỉ chứng nhận đủ điều kiện bay của máy bay do các hãng hàng không Nga khai thác. Cơ quan này cho biết trong một tuyên bố vừa nêu ra. Đây là một sự kiện gây chấn động và làm ảnh hưởng đến hãng hàng không của Nga. Và ý nghĩa của việc này như thế nào? Các máy bay đã đăng ký tại Bermuda không được phép bay nữa và mất cả bảo hiểm. Chúng không còn đủ điều kiện. Hậu quả là các phi công Nga không còn được phép lái những chiếc máy bay không có đủ điều kiện về an toàn này nữa, vì nó có thể gây ra các vụ cháy nổ và rơi bất cứ lúc nào. Một hệ quả khác của lệnh trừng phạt của châu Âu hiện nay đã gây ra 3 vấn đề lớn đối với giao thông hàng không của Nga và nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Đây là hình ảnh hãng Boeing của Mỹ là nhà cung cấp máy bay chính cho các hàng không dân dụng tại Nga. Ngoài ra, hãng Airbus của Đức và châu Âu cũng vậy. Các nhà sản xuất lớn Airbus và Boeing mà phần lớn các đội bay đang dùng đã chấm dứt hợp tác, không còn cung cấp phụ tùng, phụ kiện và ngừng bảo trì tại chỗ và từ xa bao gồm các phần mềm và phân tích các lỗi. Các bản cập nhật phần mềm bị ngừng cung cấp có nghĩa là máy bay không còn có thể được vận hành an toàn trên phạm vi quốc tế và điều này hết sức nghiêm trọng khi các phần mềm đột ngột dừng lại hoặc không được cập nhật. Đó là lý do tại sao các công ty cho thuê quốc tế mà hầu hết máy bay của các hãng hàng không lớn của Nga đang dùng đều muốn nhận lại máy bay của họ. Họ hủy hợp đồng và đòi lại các máy bay, nhưng ông Tổng thống Nga Putin từ chối trả lại. Do đó, Bermuda bây giờ cũng chấm dứt hợp đồng cung cấp chứng chỉ an toàn ngắt bay cho máy bay của Nga. Và hậu quả của tất cả những điều này là các máy bay Nga phần lớn không còn bảo hiểm nữa, không có chứng chỉ an toàn và như hàng ăn cắp lơ lửng trên bầu trời. Điều đó dẫn đến khi gặp vấn đề thì các hãng bảo hiểm không trả tiền cho máy bay Nga. Đây là hình ảnh các hãng bảo hiểm lớn không còn cung cấp bảo hiểm cho máy bay Nga khi các máy bay không được bảo trì một cách đúng. 800 máy bay Airbus, Boeing hoặc Bombardier được đăng ký ở nước ngoài, ngoài Bermuda, cũng có đăng ký ở Iran. Ví dụ, hãng hàng không Nga Aeroflot chỉ đăng ký các siêu máy bay phản lực của Nga ngay tại Nga, định danh là ERA. Đây là những máy bay do Nga tự sản xuất. Chính quyền tại Bermuda cho biết khả năng kiểm tra an toàn đường bộ của chính họ cũng bị hạn chế nghiêm trọng bởi lệnh trừng phạt và không còn kiểm tra được những máy bay của Nga. Ngoài ra, các nhà sản xuất như Boeing, Airbus cũng ngừng cung cấp các phụ tùng thay thế để bảo dưỡng các máy bay phản lực của Nga. Điều này đáng nhẽ được thử sẵn làm hàng ngày, hàng giờ, nhưng bây giờ đã bị chặn lại. Các chuyến bay cũng bị hủy hàng loạt tại Nga. Một tuần trước, nhà chức trách hàng không Nga Rovia đã khuyến cáo hầu hết các hãng hàng không dừng tất cả các chuyến bay quốc tế. Tuy nhiên, trong nhiều ngày, các chuyến bay nội địa cũng đã bị hủy hàng loạt. Vì lý do cũng nêu trên, máy bay không còn an toàn, không còn chứng chỉ. Đây là hình ảnh các chuyến bay tại Nga bị cancel, hủy hàng loạt, ngay cả đường bay nội địa cũng vậy. Ví dụ, hàng ngàn du khách bị mắc kẹt trong các khu trượt tuyết ở Caucasus. Hãng này cũng cho biết đến cuối năm, hành khách của Airflot có thể được hoàn tiền cho các chuyến bay chưa sử dụng hoặc đặt lại vé cho các ngày khác trong năm 2022 nếu đường bay tiếp tục được khai thác. Tuy nhiên, việc tiếp tục có được hay không khi các hãng hàng không quốc tế, đặc biệt là Boeing và Airbus,
không cung cấp linh kiện và phụ tùng thay thế cho Nga nữa. Cổng thông tin Internet Yandex cũng đã viết bài ngày trước về việc các hãng hàng không gãy cánh của Nga, ám chỉ thực trạng ngày càng trở nên tồi tệ tại Moscow và nhiều thành phố khác. Và nếu tất cả các hãng máy bay Boeing, Airbus và Bombardier tiếp tục như vậy thì nó phải nằm chờ ở mặt đất và không thể bay lên. Các hoạt động trong các chuyến bay nội địa chỉ có một số máy bay sản xuất tại Nga như Sukhoi SSG-100 của Nga và một số loại cũ của Liên Xô như Yak-40 và Yak-42 vẫn được đăng ký tại nước này là còn dùng được. Tuy nhiên, độ an toàn rất kém. Đây là hình ảnh máy bay cũ vừa thiếu tiện nghi lại không an toàn của Liên Xô như Yak-40 được Nga lôi ra đưa vào sử dụng. Vì bị cấm vận kinh tế nên các hãng hàng không quốc tế và các hãng lớn không cung cấp phụ tùng cho Boeing cũng như Airbus nữa. Trong khi đó, chính phủ Nga cũng thông báo rằng họ đang nghiên cứu giải pháp đăng ký và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay ở Nga. Nhưng họ không nói rằng sẽ giải quyết vấn đề như thế nào về việc thiếu bảo trì và không có linh kiện để thay thế. Khi mà một trong số đó phải được thay thế thường xuyên và hàng ngày và có bảo hiểm, những máy bay này cũng không thể đi ra nước ngoài vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị thu giữ. Và tình trạng tê liệt hàng không tại Nga đã khiến nhiều hoạt động phải chuyển sang di chuyển bằng đường sắt, mà ông Tổng thống Nga Putin cũng không phải là một ngoại lệ. Kính mời các bạn xem bản tin siêu thị quẳng các sản phẩm của Nga ra khỏi cửa hàng. Hàng trăm hàng ngàn cửa hàng và các siêu thị của Đức và châu Âu hiện nay đang từ chối các sản phẩm từ Nga. Đây là hệ quả sau khi ông Putin đưa quân xâm lược Ukraine. Đây là hình ảnh hệ thống siêu thị của Đức và châu Âu tẩy chay và loại bỏ các sản phẩm sản xuất tại Nga. Điều này sẽ đem đến thiệt hại vô cùng to lớn đối với nước Nga khi những các sản xuất bị đình trệ. Các hãng lớn như Aldi, Lidl, Kaufland, Rewe, EDK lần lượt loại bỏ sản phẩm của Nga khỏi các giá hàng của họ. Và doanh thu của những siêu thị này lên tới hàng trăm tỷ đô la. Nó đã đến hồi kết thúc. Các siêu thị ở châu Âu đang có làn sóng tẩy chay bỏ hàng hóa của Nga ra khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu của họ, chống lại cuộc chiến đẫm máu của ông Putin vào Ukraine. Họ lý giải vì sao họ bỏ những sản phẩm này ra, vì những sản phẩm sẽ đem tiền về cho nước Nga tiếp tục sản xuất vũ khí để giết dân lành. Lidl và Kaufland đã ném các sản phẩm của Nga khỏi hệ thống siêu thị của họ, và từ nay những sản phẩm này sẽ không xuất hiện nữa và họ cũng không có kế hoạch nhập và mua hàng của Nga nữa. Tuy nhiên, nhìn chung, những sản phẩm này của Nga cũng không chiếm tỷ trọng lớn trong tiêu dùng tại Đức. Tập đoàn Swatch cho biết khi được hãng thông tấn DPA hỏi. Nhưng những thứ này hiện tại không được đặt mua cho tiêu dùng. Hàng đã có trong cửa hàng có sẵn, không bị tiêu hủy, mà bán rẻ, bán đổ, bán tháo cho hết, rồi không tiếp tục nhập nữa. Đây là một đòn kinh tế tiếp tục đánh vào Putin, kẻ đang gây chiến tại Ukraine. Đây là hàng hóa của Nga tại Đức từ trước đến nay. Người dân tại Đức và châu Âu vẫn thường sử dụng những phẩm của Nga như rượu vodka và các loại khác. Một phát ngôn viên của tập đoàn Swatch giải thích thêm rằng họ cung cấp một phạm vi rộng khắp trong nước và quốc tế liên tục được phát triển để đáp ứng các sự yêu cầu của khách hàng. Họ nói, chúng tôi không có đại diện ở Ukraine hoặc Nga với các điểm phân phối riêng. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu này lại phân phối tại Đức và châu Âu và đương nhiên sẽ đem đến hậu quả rất lớn cho ngành kinh tế của Nga. Các cửa hàng thực phẩm và tiêu dùng khác trước đây cũng đã thực hiện các bước tương tự là tẩy chay hàng của Nga ra khỏi hệ thống của mình. Ví dụ như hệ thống siêu thị của Rewe đã thông báo vào ngày 1 tháng 3 rằng họ sẽ xóa các thông tin về hàng hóa được sản xuất tại Nga trong tất cả các cửa hàng tại Rewe và Penny, cũng như không tiếp tục nhập những sản phẩm này nữa. Họ đã có hàng ngàn siêu thị lớn nhỏ khắp nước Đức và châu Âu. Công ty bán giảm giá Netto, chủ yếu đại diện ở miền Bắc và miền Đông nước Đức, cũng đã tuyên bố tẩy chay tất cả các hàng hóa đến từ Nga. Những hàng còn lại thì bán rẻ và không nhập. Aldi, Süd và Aldi Nord đã đưa rượu từ Nga ra khỏi kệ của họ. Họ nói rằng những hàng khác từ Nga cũng không được nhập và bán tiếp trong thời gian tới, đặc biệt là những mặt hàng ưa thích như kẹo, bánh hoặc các loại rượu từ Nga. Theo tuyên bố riêng của mình, hãng Edeka
đã không có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh hay hoạt động mua bán nào của Nga trong thời gian tới. Và như vậy, với hệ thống phân phối bị đình chỉ, thì hàng Nga sẽ không được nhập vào Đức. Những nhà sản xuất Nga sẽ lĩnh hậu quả rất lớn. Đây là hình ảnh các loại rượu quen thuộc vodka của Nga đã bị loại bỏ khỏi các siêu thị của Đức. Vodka, rau, bột yến mạch, vân vân là rất là nhiều sản phẩm được sản xuất từ Nga trước đến nay để đưa vào châu Âu. Tờ báo Focus của Đức đã công bố danh sách các sản phẩm hiện đang bị loại bỏ dần trong các siêu thị của Đức như rượu vodka, đồ ăn sẵn và bột yến mạch đã bị ảnh hưởng đặc biệt, bao gồm các thứ như súp mì, Dosak và mì Rothol là những sản phẩm cũng bị loại bỏ. Tiếp theo là rượu vodka Baikal, Seronok, Ruslan Standard, Pagoder hoặc là Begruka, vân vân. Các loại rau từ Pikanta cũng bị loại bỏ. Hạt hướng dương của Nga phổ biến từ Bagini và Martin cũng bị bỏ đi. Bánh kẹo của hãng M&M như Mithonas và AVF hoặc bánh kẹo đậu phụ nhãn hiệu Rofton cũng bỏ ra khỏi kệ. Bột yến mạch, trà, đậu Hà Lan và một số cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc tẩy chay rộng khắp này. Như vậy, nền kinh tế Nga đang khó khăn sẽ càng khó khăn hơn. Đây là hình ảnh có rất nhiều siêu thị chuyên bán đồ Nga tại Đức và trong các sản phẩm hàng hóa ở đây đa số đến từ Nga thì nay người tiêu dùng đã tẩy chay. Một lưu ý cho người tiêu dùng rằng các sản phẩm do Nga sản xuất có thể được nhận dạng rất dễ dàng bằng 3 chữ số đầu tiên của mã vạch code EAN. Chúng bắt đầu với số 460 cho đến 469 là mã sản xuất từ Nga. Và người tiêu dùng có thể căn cứ vào con số này để quyết định hành động tẩy chay của mình.